Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hưng Yên. Ngày 23 tháng 1 năm 2020, Việt Nam ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên. Trước tình hình dịch, ngày 30 tháng 3 năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi tới đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước và người Việt ở nước ngoài cùng chung tay trong trận chiến chống dịch COVID-19. Ngay sau đó, ngày 31 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 16 thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày để phòng chống dịch. Tháng 4 năm 2021, cả nước đối mặt với đợt dịch thứ tư. Chủ đạo là biến chủng Delta tốc độ lây lan nhanh, gây hậu quả rất nặng nề, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 29 tháng 7 năm 2021, lần thứ hai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi phòng chống đại dịch COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, sự đồng hành của Quốc hội, với tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành địa phương, người dân doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế chung sức đồng lòng phòng chống đại dịch. Tháng 7 năm 2021, Việt Nam đưa ra công thức phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh thực hiện chiến lược vaccine, tổ chức tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 miễn phí cho toàn dân. Đến ngày 20 tháng 10 năm 2023, COVID-19 đã chính thức được chuyển phân loại từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B tại Việt Nam. Suốt cả 3 đợt dịch đầu tiên, tỉnh Hưng Yên áp dụng triệt để 5 nguyên tắc chiến lược để phòng chống dịch là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị hiệu quả. Thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, áp dụng các biện pháp ở mức cao hơn, sớm hơn so với khuyến cáo của WHO. Tỉnh đã chủ động xây dựng, đề xuất triển khai kế hoạch kịch bản phòng chống dịch từ rất sớm và liên tục cập nhật theo thực tế diễn biến của dịch bệnh. Trong suốt thời gian diễn ra các đợt dịch này, tỉnh Hưng Yên vẫn thực hiện được mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Tại đợt dịch thứ tư, dịch đã lây lan ra toàn quốc, số tử vong tăng nhanh, tấn công vào các khu công nghiệp, nhà máy, cơ sở y tế, trường học. Tỉnh Hưng Yên đã thay đổi chiến lược đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với giải pháp 5K, vaccine, thuốc điều trị, công nghệ, ý thức của người dân, cùng 3 trụ cột là xét nghiệm, cách ly điều trị. Trong đó có thần tốc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 nhằm đẩy mạnh tỷ lệ tiêm vaccine nhanh nhất, nên mặc dù số ca mắc tăng nhanh, tuy nhiên, tỷ lệ ca nặng rất thấp so với các ca mắc dịch đã từng bước được kiểm soát tốt. Có được kết quả trên do có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, các sở ngành địa phương tích cực vào cuộc đã ban hành triển khai kịp thời hiệu quả nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch tại cơ sở. Triển khai hiệu quả các biện pháp chuyên môn về y tế, đồng thời đảm bảo người dân phải được tiếp cận với dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả đã đạt được, cách làm hay, các phong trào mô hình hiệu quả trong phòng chống dịch, phân tích tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đúc rút trong phòng chống dịch để từ đó chuẩn bị tốt hơn nhằm ứng phó với những sự kiện khẩn cấp y tế cộng đồng, vận dụng linh hoạt sáng tạo vào các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế xã hội. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm đúc kết, thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, nhất là Bộ Y tế tiếp tục phối hợp, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong công tác phòng chống dịch, tập trung khắc phục bất cập vướng mắc trong pháp luật hiện hành và tạo lập hệ thống khuôn khổ pháp lý đồng bộ, đầy đủ, phù hợp, đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng chống dịch bệnh, nhất là về mua sắm thuốc, vaccine, trang thiết bị, vật tư y tế trong mọi tình huống. Các bộ ngành liên quan và địa phương đổi mới chính sách, phương thức đào tạo nhân lực y tế, đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực phục vụ phòng chống dịch, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng.